Thần tài gọi tên bốn con giáp sau đây sổ đỏ đổi vận vào sáu tháng cuối năm 2023. Có hai tuổi dễ tậu được xe, mua được nhà và đón tin vui. Một tuổi hợi Con giáp người tuổi hợi là một trong những con giáp may mắn vào sáu tháng cuối năm quỹ mạo 2023. Những người nghĩ rằng người tuổi hợi lười biển, ngốc nghếch, dễ tính là sai lầm. Nên suy nghĩ lại khi họ lọt vào tớp đầu những con giáp may mắn vào 6 tháng cuối năm quỷ mạo 2023. Người tuổi hợi vận sổ các lanh có nhiều phận mai mới mở ra trong công việc. Đầu óc thông minh hơn và có những năng lực nên người tuổi hợi cử âm thầm cố gắng từng chút một không sợ bất cứ ai cản đường họ không làm nên chuyện lớn nhưng những người khác họ chỉ âm thầm làm tốt mọi việc vì thế nên thần tài mở cửa trao cho con giáp người tuổi hợi vận may độc quyền mà không còn giáp nào có được đúng là khiêm tốn nhường nhịn thì vạn kiếp sang theo tử vi năm quý mạo 2023 của người tuổi hài cho thấy, còn giáp người tuổi hài còn tình cờ được sao tốt chiếu mệnh nhờ tính cách của bản thân cộng với sự phù hộ của ân trên nên sẽ khiến cho công việc ngày càng suôn sẻ, thăng quan tiến chức là điều đương nhiên, tiền vào túi đều đều. Ngoài ra, khả năng cao nhiều, người tuổi này vào nửa cuối năm 2023 sẽ sắm sửa cho mình một chiếc xe hoặc xây được nhà. Tất cả là nhờ vào công sức của bạn trong thời gian qua vất vả, dày công gây dựng, bạn hoàn toàn xứng đáng. 2. Tuổi mùi Tam hộp cục nâng đỡ giúp cho người tuổi mùi trong công việc lẫn tài chính hay chuyện tình cảm vào nửa cuối năm 2023. Những chú dê sẽ nhận được những sự quan tâm dịu dắt từ quý nhân, giúp họ có những bước đột phá lớn, thăng tiến lên một tầm cao mới. Vì vậy, người tuổi môi được dự đoán sẽ có khả năng cao được thăng quan tiện chức vào 6 tháng cuối năm nay. Không chỉ vậy, còn giáp người tuổi mùi còn có tính cách rất khác biệt. Kiểu người này làm việc gì cũng rất quyết đoán, có kế hoạch và chỗ kiện riêng. Điều này còn khiến cho con giáp người tuổi mùi có sức hút rất lớn về tính cách, tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho tương lai sau này. Nhìn chung, con đường tình cảm phát triển tương đối xuân sẻ, thu hút được nhiều mỗi nhân duyên tốt lành. Còn vào giữa năm, tức là khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 âm lịch, con đường tình duyên của người tuổi mùi sẽ đạt tới đỉnh điểm. Thời điểm này, con giáp người tuổi mùi độc thân có khả năng cao sẽ chờ đón được người ưng nghĩ đổi với mình. Con giáp người tuổi này không chỉ mang tới cho bạn tình yêu lý tưởng mà còn đóng vai trò trợ giúp nhất định cho bạn trong sự nghiệp để cuối năm nay đạt được bội thu thật sự trong tình yêu lẫn sự nghiệp. ba Người tuổi dân Còn giáp người tuổi dần có nhiều chuyển biến tích cực ở cả công việc, tiền bạc lẫn chuyện tình cảm, nhất là những bạn còn trẻ còn đang bấp bên. Người tuổi dần là con giáp may mắn vào 6 tháng cuối năm quỷ mão dù trước đó tay vận của người tuổi dần không được tốt cho lắm, nhưng đừng quá lo lắng. Trong những tháng cuối năm nay, kho bạc sẽ mở ra, vận may bất ngờ lên cao, hôn nhân hạnh phúc. Vận may trời cho, bạn sẽ làm chỗ được đồng tiền và được hưởng vinh hoa phú quỷ. Ở nơi làm việc, đây là thời điểm tốt để bạn thể hiện mình, đừng bỏ lỡ. Bạn có thêm một số cơ hội mới, chẳng những như cơ hội làm việc mới thăng chức. Nếu làm việc đủ chăm chỉ, còn giáp người tuổi dân có thể có nhiều thành công hơn nữa. Các bạn trẻ tuổi có thể đón thêm thật thành viên mới trong gia đình. Con cái la lọc trời cho, phải may mắn lắm thì mới có lộc con trong năm quỷ mẫu này, hãy cố gắng trân trọng. 4. Con giáp người tuổi tuốt Người tổ tuốt có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc lẫn vấn đề tài chính. Gia đình sẽ đón hỷ tỉnh trong năm. Tổ tuốt là con giáp sống biết điều, tự tế, cực kỳ trung thành, ở nhà hiểu thuận với cha mẹ và rất trung thành với bạn bè bên ngoài. Điều này khiến cho con giáp người tuổi này sinh ra đã có ý thức mạnh mẽ về công lý và sứ mệnh đồng thời họ có tinh thần kiên trì khi giải quyết mọi chuyện. Người tổ tuốt không chỉ nghiêm túc có trách nhiệm trong công việc mà còn phải hoàn thành đúng thời gian quy định, tuyệt đối không để xảy ra những tình trạng chậm trễ nên rất được lãnh đạo và cấp trên. Cất nhắc đánh giá cao vào nửa cuối năm nay, bản mệnh sẽ nắm giữ những chức vụ tương đổi quan trọng trong công ty hoặc phụ trách những dự án tương đối quan trọng, có thể nói là rất thuận bươm xuôi gió trong sự nghiệp. Năm nay, người tuổi tuất rất được lòng người khác vì tính cách của họ. Điều này cũng cho phép con giáp này có thêm nhiều bạn bè tốt, mở rộng mối quan hệ xã giao làm ăn. Đa số bạn bè mà người tuổi tuất kết giao vào nửa cuối năm nay đều là những người có phẩm chất tốt chỉnh trực và có năng lực vượt trội đi với họ rất có lợi